chào các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Bảo Vật xin hướng dẫn các bạn lắp giấy mực đối với máy, dòng máy là CAP ELS1. Đây là một dòng máy xuất xứ 100% của Đức. Thì đầu tiên mình đã chuẩn bị đây một cuộn giấy test và mực test. Đây là cái trục thu, còn đây là cái khóa chốt giấy. Thì đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn là lắp giấy. Đây, mình chuẩn bị giấy. Bước thứ nhất, các bạn mở nắp máy lên. Đây là phía sau trục giấy để mình gắn giấy. Đây, đặt giấy vào. Tiếp theo các bạn dùng cái khóa lại để cố định lại giấy. Đây, các bạn nhìn thấy không? Thấy đây là chỗ khóa. Đây, cái này mình để hướng lên đây. Này, đẩy vào. Ok. Lúc mà đẩy vào vừa sát thì các bạn khóa lại, khóa chỗ lại. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo ở dưới này. Mình luồn giấy qua ống này. Luồn qua. Với ở đây các bạn lưu ý là nó có hai cái thân đỏ này để cố định lại giấy, để tránh việc in lật giấy, in giấy nó bị chạy. Thì mình có thể mở cái này to nhỏ ra là điều chỉnh tùy theo kích thước của mình bằng cách là vặn cái này, rất tiện lợi. Đấy, nếu mà giấy to thì mình vặn ra. Đấy, giờ mình vặn ra nha. Rồi luồn giấy qua. Đó. Sau đó các bạn điều chỉnh vặn lại, vặn cái khớp lại để cho giấy vừa khớp với giấy, để cố định giấy, in giấy nó không bị chạy, là không bị lật ra. Vừa khớp nha bạn, các bạn chú lưu ý vừa khớp. Với thêm một cái lưu ý nữa là các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây nó có một con cảm biến. Này, các bạn có thấy đèn không? Đèn sáng này. Các bạn lưu ý lúc lắp giấy là phải luồn giấy vào bên dưới. Các bạn cũng có thể điều chỉnh con mắt này tùy theo cái khổ giấy lớn nhỏ mà mình có thể điều chỉnh con mắt này nằm vị trí nằm phù hợp, vị trí nó là phải nằm trên con tem, chứ không được nó ra ngoài quá hoặc là sát quá. Có thể là điều chỉnh bằng cái này. Ở đây nó có một cái nút đỏ, các bạn nhấn này, nó đi ra này. Đây, các bạn làm cái này, nó có thể chạy ra để vào. Đó, rất tiện lợi. Rồi nếu mà đã đúng vào vị trí nằm trong con tem rồi thì mình có thể để nó vào lại. Ok, vậy là thao tác lắp giấy đã xong. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn là lắp mực. Mực thì có hai cuộn, một là cuộn mực và hai là cuộn thu. Cuộn thu để thu lại những cái mực đã in xong. Thì đây có hai trục. Trục phía sau là dùng để lắp cuộn mực. Thì đầu tiên các bạn muốn lắp mực là phải xác định được là mặt mực là nằm mặt ngoài hay mặt trong, là mực inside hay outside. Hiện tại mình đang sử dụng đây là cái cuộn mực outside, là mặt mực nằm bên ngoài, nên mình để mình lắp đúng chiều. Với lại là trên máy là nó cũng có hướng dẫn là cái chiều mực, chiều đi của mực. Các bạn lắp đúng, đây mình đẩy sát vào. Tiếp theo luồn mực qua đầu in. Rồi luồn mực qua. Đây, luôn mình đã luôn mực qua. Rồi tiếp theo mình dùng trục thu bỏ vào này. Ok. Các bạn lưu ý là đối với máy này mình luôn mực xuống dưới, mình quấn lên. Đây, quấn. Mình không cần thiết phải dùng băng keo. Quấn. Quấn lại, cố định lại mực với cuộn thu. Đó. Rồi đóng đầu in xuống. Đây, mình khóa chốt đầu in lại. Vậy là khóa lắp mực đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ fit thử cho các bạn. Đó, giấy mực đã chạy ra. Ok. Nếu trường hợp mà giấy máy nó không hiểu giấy, nghĩa là máy nó chạy ra nhiều giấy, với lại trên màn hình nó sẽ báo đỏ lỗi giấy, thì các bạn lưu ý lại cái con mắt, con cảm biến mà lúc này mình vừa chỉ là nó nằm ở bên hông. Mình có thể điều chỉnh con mắt phải nằm trên giấy, có thể nằm bên trái hoặc bên phải hoặc bên giữa, nhưng không được nằm ra ngoài mặt giấy. Như vậy nó sẽ không đọc được gáp giấy này, thì nó sẽ không có hiểu giấy, nó sẽ báo lỗi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi chi tiết thắc mắc cần hỗ trợ, xin các bạn liên hệ tới phòng kỹ thuật của công ty Thế Giới Bảo Vật để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.